Có một vị lãnh đạo ngành than đã từng ví, nếu thợ mỏ là chiến sĩ khai thác than, thì người thợ địa chất là trinh sát dẫn đường. Cách ví von này đã phần nào nói lên vai trò quan trọng và cả sự thầm lặng trong công việc của những người làm nghề thăm dò địa chất mỏ. Bởi lẽ muốn thành lập các dự án khai thác than, công việc đầu tiên là phải tìm kiếm tiềm năng khoáng sản, tổ chức thăm dò, xác định trữ lượng, từ đó mới có cơ sở để triển khai hoạt động khai thác than khoáng sản. Nói cách khác, đây là khâu quan trọng hàng đầu, là yếu tố tiên quyết đối với sự thành công của công tác quy hoạch nói chung và các dự án khai thác nói riêng của ngành than. Để tìm được nguồn than phục vụ nền kinh tế đất nước, những người thợ địa chất mỏ của TKV đã không quản ngại khó khăn, vượt núi, băng rừng, đến những nơi chưa ai đến và chỉ trở về khi sứ mệnh khai thác của mỏ đã hoàn thành. Trong suốt bề dày lịch sử hình thành và phát triển của ngành than, dấu chân người thợ địa chất đã in lên mọi nẻo hành trình chinh phục và lắng nghe lòng đất. Trước khi được bổ nhiệm làm bí thư đảng ủy, giám đốc công ty cổ phần địa chất mỏ TKV, ông Hà Minh Thọ đã có thâm niên hơn 20 năm làm công việc của một kỹ sư địa chất. Bản thân ông cũng không thể nhớ được hết những vùng đất mà mình từng đặt chân đến hay bao nhiêu mũi khoan đã găm sâu vào lòng đất để tìm kiếm và đánh thức tiềm năng khoáng sản. Nhưng có một điều mà ông không bao giờ quên, đó là tính trung thực của một người làm nghề thăm dò địa chất. Với ông, trung thực là nguyên tắc và là yếu tố hàng đầu để hình thành nên một tài liệu địa chất tin cậy, quyết định đến sự thành bại của một dự án khai thác khoáng sản. Có thể nói là công việc địa chất là rất là vất vả. Chính vì thế mà cái tố chất của người địa chất, thứ nhất là phải có sức khỏe, dẻo dai, thứ hai là kiến thức sâu rộng, thứ ba nữa là cái lòng yêu nghề và tinh thần dũng cảm, và cái quan trọng nữa là phải có cái đức tính trung thực để mới phản ánh được khách quan những cái vấn đề mà tự nhiên mà người địa chất phải luận giải nó để trả lời cho các cái định hướng về tài nguyên khoáng sản sau này. Tính trung thực của người thợ sẽ quyết định đến độ tin cậy của tài liệu địa chất, nhưng chỉ trung thực thì chưa đủ. Thợ địa chất phải thật sự là những người có tư duy khoa học và kinh nghiệm dày dặn để có thể luận giải được những bài toán nằm sâu trong lòng đất. Bằng cái kiến thức của họ, bằng cái kinh nghiệm của họ, thì từ các cái yếu tố tự nhiên, địa hình, địa mạo, địa kiến tạo, rồi các dấu hiệu, các điểm mỏ, điểm quặng, các cái biểu hiện quặng hóa, thì người ta có thể phán đoán được các cái thành tạo địa chất của cái vùng đấy liên quan đến các loại khoáng sản nào. Và từ những cái định hướng như thế thì sẽ triển khai đến các cái bước tiếp theo là công tác điều tra. Và sau điều tra thì là công tác thăm dò. Thăm dò từ sơ bộ đến tỉ mỉ. Và cuối cùng là phải xác định được là cái thành tạo địa chất ở đấy, không gian tồn tại của nó, chất lượng, trữ lượng của nó như thế nào, để cho các nhà hoạch định khai thác có thể thiết kế một cái mỏ có hiệu quả hay không. Chính vì thế mà một lần nữa cũng phải khẳng định rằng là cái tài liệu địa chất là cực kỳ quan trọng, là cái tài liệu tiên quyết ban đầu đối với ngành khai khoáng. Trên thực tế, để xây dựng được một tấm bản đồ địa chất thật sự là một hành trình gian nan. Đường lên công trường khoan thăm dò chẳng bao giờ dễ đi. Thường sẽ là những khu vực đồi núi cao, nơi mà chưa ai đặt chân đến. Công trường này được tổ khoan số 2, công ty cổ phần địa chất mỏ TKV đóng chân từ hơn một tháng trước. Họ đang tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để hoàn thành những mét khoan cuối cùng trong khối lượng khoan hơn 54.000 mét của công ty trong năm 2021. Lỗ khoan này có chiều sâu thiết kế 580 mét, phục vụ dự án khai thác của công ty Than Mông Dương. Tuy đây chưa phải là lỗ khoan sâu nhất họ đã từng thi công, nhưng trong hơn một tháng qua, những người thợ ở đây đã khoan qua hơn 10 vỉa địa tầng mới xuống được độ sâu này. Yêu cầu tiến độ công việc đặt ra chỉ trong 1,5 tháng, nhưng tổ khoan số 2 đang phấn đấu về đích sớm hơn so với kế hoạch. Mẫu đá và than lấy được từ lỗ khoan này có tỷ lệ từ 75-90%, đạt tiêu chuẩn theo quy định. Khi được lấy lên từ lòng đất, những mẫu này sẽ tiếp tục được đánh giá, phân tích tính chất cơ lý, thạch học
và đặc biệt là chất lượng than bằng hệ thống máy móc hiện đại để phục vụ cho việc xây dựng các báo cáo địa chất sau này. Đây là lỗ khoan 604, công ty khoan cho công ty Mông Dương. Đây là cái phương án thăm dò phục vụ khai thác của Thân Mông Dương năm 2021 và 2022. Thì cái này sau khi mẫu lấy lên đấy, thì là chúng tôi đánh giá sơ bộ. Sơ bộ ở đây là cái địa tầng ở khu vực này là tương đối ổn định, chất lượng than tương đối tốt và chiều dày là tương đối triển vọng. Và đây cũng là cái cơ sở để cho những nhà khai thác vạch ra những khai thông mở vỉa hiệu quả nhất. Câu chuyện của những người thợ khoan thăm dò địa chất cũng khá đặc biệt. Công việc yêu cầu họ phải sinh hoạt tạm bợ trong những lán trại, phải làm việc liên tục 3 ca. Một tổ khoan có khoảng 10 người, nhưng mỗi người là một nhiệm vụ khác nhau. Người vận hành máy khoan, người lấy mẫu, người phân tích đánh giá mẫu. Các khâu này liên kết với nhau thành một chuỗi. Công đoạn này sẽ làm sáng tỏ những phán đoán trong thiết đồ dự kiến địa tầng lỗ khoan được xây dựng từ trước đó, là căn cứ để xác định chất lượng tài nguyên cho dự án khai thác than của các mỏ. Nếu lỗ khoan nào cũng thuận lợi như vị trí thi công này, thì thời gian thi công của một tổ khoan chỉ từ 1,5 đến 4 tháng. Nhưng cấu trúc phức tạp của địa chất vùng Quảng Ninh đã khiến những sự cố thường xảy ra, ảnh hưởng đến tiến độ khoan thăm dò và tăng thêm nhiều phần vất vả cho những người thợ. Này khoan thì sự cố thì không thể tránh khỏi được. Thì nó có nhiều cái vụ sự cố kẹt ống, kẹt cần ấy, thì nó mất nhiều thời gian và công sức, vì cần ống mình là khoan ở dưới lòng đất, mình ở trên mặt đất, không biết chính xác là dưới lòng đất nó là cái nó như thế nào. Là nhiều vụ sự cố là mình là cũng phải nghiên cứu và cứu rất là lâu, thì mà anh em là vất vả làm liên tục. Các cái phương án và đề án khoan thăm dò của Tập đoàn Than Khoáng Sản Việt Nam ấy, thì là chủ yếu là thi công mang tính chất là tìm kiếm và thăm dò nâng cấp trữ lượng, nên là các lỗ khoan có chiều sâu rất là lớn, đặc biệt là có những lỗ khoan có chiều sâu 1.350 m, và các lỗ khoan này thì được thiết kế trên các cái khu vực mà có chiều sợi dày, cái bãi thải nó lớn đến trên 300 m, và các lỗ khoan có cái chiều sâu thiết kế trên 550 m. Do cái ảnh hưởng của quá trình khai thác than trong hầm lò cũng như khai thác than nội thiên thì cái đất đá là nó đã bị bở rời và lên kết yếu rồi, nên là nó sẽ dẫn đến công tác lấy mẫu rất là khó khăn, dễ sập lở cái thành lỗ khoan ấy, gây ra sự cố. Đong đếm sự vất vả của những lĩnh vực trong ngành địa chất mỏ, không người thợ nào có thể khoe phần vất vả nhiều hơn. Nếu khó khăn gian khổ của những người thợ làm công tác khoan thăm dò là điều kiện thi công, điều kiện sinh hoạt tạm bợ thiếu thốn, thì những người trắc địa còn phải đối mặt với cả hiểm nguy. Trắc địa hay đo đạc là một ngành khoa học về trái đất, cụ thể là đo đạc và xử lý số liệu về địa hình, địa vật nằm trên bề mặt trái đất. Ngày nay, sự phát triển của công nghệ đã hỗ trợ rất nhiều cho công tác trắc địa, như sử dụng máy bay không người lái, sử dụng công nghệ đo vẽ ảnh số, bản đồ số 3D. Tuy nhiên, người thợ trắc địa vẫn phải trực tiếp đến những khu vực khó khăn, hiểm trở, nơi mà những rủi ro luôn thường trực. Quảng Ninh thì là các cái khu vực mà như là ở Vàng Danh, Uông Bí là có cái đồi núi rất là cao, phương tiện vận tải không đi đến nơi được, cho nên là người lao động là cũng phải đi bộ rất là xa, rất là vất vả. Có những quãng đường di chuyển của người lao động cũng lên đến tầm chục cây số. Dưới hầm mỏ thì đã có những cái công trình làm những cái mốc khống chế và quan trắc cái dịch động ở dưới hầm mỏ ở mức âm 300. Và cái điều kiện đi lại ở dưới này cũng rất là khó khăn, cũng mất rất nhiều thời gian để di chuyển, tiềm ẩn những cái nguy cơ mất an toàn rất là cao. Vượt lên tất cả những khó khăn thì những kỹ sư trắc địa chúng tôi cũng đã hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao sớm nhất để ra được cái sản phẩm bản đồ trắc địa phục vụ những công tác sản xuất khác của công ty cũng như là của các đơn vị khi mà có yêu cầu. Nghề địa chất mỏ của TKV không chỉ bó hẹp ở những tấm bản đồ trắc địa hay những mũi khoan thăm dò than khoáng sản. Đó còn là ngành khoa học nghiên cứu, điều tra, thăm dò địa chất thủy văn, địa chất công trình, địa kỹ thuật, thăm dò bằng các phương pháp địa vật lý, khảo sát, đo vẽ địa hình, đo đạc tính toán khối lượng chuyên ngành khai thác mỏ lộ thiên và hầm lò, quan trắc dịch động.
là đơn vị hàng đầu TKV về lĩnh vực thăm dò địa chất. Công ty cổ phần địa chất mỏ TKV đang tập trung thăm dò, nâng cấp tài nguyên than hiện có để chuẩn bị đủ tài nguyên tin cậy, phục vụ thiết kế khai thác theo quy hoạch và đảm bảo công tác thăm dò luôn đi trước một bước. Thực hiện quản trị tài nguyên trong TKV, khảo sát đo đạc địa hình khu mỏ mới theo quy hoạch phát triển của ngành than. Trong thời gian tới, để phục vụ các dự án theo quy hoạch năng lượng giai đoạn 2020 đến 2030, thì công ty Than Bí đã báo cáo tập đoàn và để triển khai cái đề án thăm dò mỏ than Đờ Vông Thượng. Thì đến nay đề án đã trình lên Bộ Tài nguyên để xin cấp phép. Thì để triển khai các cái đề án này phục vụ các dự án thì cũng rất cần sự phối hợp của các đơn vị địa chất trong TKV để phục vụ các dự án đảm bảo tiến độ theo quy hoạch trong cái thời gian tới. Với mục tiêu từ nguồn tài nguyên khoáng sản và nguồn nhân lực đi lên giàu mạnh, những năm qua, Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam đặc biệt quan tâm đến công tác thăm dò khoáng sản. Với sự quan tâm này, Công ty Cổ phần Địa chất mỏ TKV đã tập trung đầu tư nâng cấp trình độ công nghệ, trang sắm thiết bị hiện đại để thi công những công trình khó khăn, công trình có chiều sâu lớn. Trước đây, một công trình chiều sâu 1.000 m, công ty phải thi công cả năm trời. Nhưng giờ đây, thời gian triển khai chỉ từ 3,5 đến 4 tháng với chất lượng được nâng lên rõ rệt. Việc thành lập các báo cáo địa chất, báo cáo chuyên đề được ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai trên hệ thống phần mềm nên rút ngắn được thời gian và nâng cao chất lượng các báo cáo, phản ánh khách quan hơn. Cùng với đầu tư công nghệ, công ty cũng đẩy mạnh phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giảm tình trạng sự cố thiết bị, máy móc, làm lợi cho đơn vị hàng trăm tỷ đồng. Thì trong những năm gần đây, từ năm 2018 đến nay, thì công ty đã có trên chục cái đề tài và gần 50 cái sáng kiến cải tiến kỹ thuật để đáp ứng cái nhu cầu là tăng năng suất, nâng cao chất lượng công trình cũng như là nâng cao hiệu quả trong công tác sản xuất kinh doanh của công ty. Kết quả là trong từ năm 2018 đến nay thì cái số vụ sự cố nó giảm rõ rệt. Trước là từ năm 2018 là chúng tôi là có 5 năm vụ sự cố và có trên 555 ca cứu chữa. Nhưng mà đến năm thời điểm hết năm 2021 thì số vụ sự cố chúng tôi chỉ còn trên 10 vụ và cái số ca cứu chữa là đâu đó là rơi vào 88 ca. Do đặc thù sản xuất, quá trình công tác tại thực địa của kỹ sư, công nhân thăm dò địa chất rất khó khăn. Công ty đã có nhiều giải pháp để cải thiện và đảm bảo điều kiện làm việc cũng như điều kiện sinh hoạt cho cán bộ, công nhân, người lao động. Công ty địa chất mỏ thì với đặc thù là ngành nghề công việc rất là khó khăn. Sản xuất thì ở trên những cái đỉnh núi rất là cao, giá rét và ở những cái lòng mong rất khói bụi. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam, sự quan tâm của các công ty thì đời sống người lao động rất được đãi ngộ, rất được quan tâm. Nơi ăn chốn ở của người lao động, đặc biệt là các khu tập thể, công ty cũng quan tâm đầu tư sửa chữa và đề nghị Công đoàn Than, Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam hỗ trợ người lao động những tổ sản xuất bị thiếu việc làm do ảnh hưởng vì Covid. TKV cũng đã hỗ trợ những nguồn tiền lương cơ bản, mỗi lao động 5 triệu tiền lương để giữ chân người lao động. Cán bộ địa chất như người trinh sát dẫn đường cho thợ mỏ, họ có trách nhiệm xem xét đánh giá về trữ lượng, điều kiện khai thác với độ chính xác đến xấp xỉ 100%, độ tường minh cụ thể. TKV nói chung và Công ty Cổ phần Địa chất mỏ nói riêng tiếp tục hướng đến việc phát triển nguồn nhân lực và công nghệ với quyết tâm chinh phục những địa tầng khó khăn nhất, vươn tới những mục tiêu thăm dò và phát triển bền vững của ngành than trong tương lai.